Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn rút cái đồng tôn ở trên sàn về ví. Hiện tại thì mình đang rút ở trên sàn MEX. Các bạn có thể là rút ở trên tất cả những cái sàn top ở trên thế giới thì hầu hết là đều có đồng tôn này rồi. Và để rút được đồng tôn này, trước tiên thì các bạn cần phải mua cái đồng tôn ở trên sàn này. Và sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại ví. Các bạn sẽ copy cái ví cá nhân của các bạn nhé. Ở đây các bạn có thể là dùng ví Tone Keeper này, hoặc là ví tôn ở trên Telegram đều được nhé. Đây mình lấy ví dụ như là các bạn lấy cái ví Tone Keeper thì các bạn sẽ vào đây để copy địa chỉ ví. Đây là giao diện của ví Tone Keeper. Các bạn nhìn thấy đây là cái đồng coin tôn này. Các bạn nhấp vào đây và sau đó thì nhấp vào cái mũi tên trỏ xuống này. Tiếp theo thì các bạn sẽ copy địa chỉ ví ở đây nhé. Chúng ta sẽ sao chép này. Đó, sau đó thì các bạn sẽ dán vào cái mục gửi ở trên sàn về nhé. Gửi coin trên sàn về thì các bạn sẽ dán cái địa chỉ ví này vào. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách để lấy được địa chỉ ví ở trong ví Tone Keeper này. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy địa chỉ ví ở trên Telegram nhé. Trên ứng dụng Telegram này thì nó có tích hợp cả ví Tone nữa. Thì các bạn có thể là lấy địa chỉ ví ở trên đây. Đây là cái giao diện của ví Tone ở trên Telegram. Các bạn sẽ nhấp vào cái mục địa chỉ ví của các bạn để chúng ta copy nhé. Đó, các bạn sẽ nhấp vào deposit này. Và chúng ta nhấp vào mục copy. Đó, chúng ta sẽ nhấp vào đây. Như vậy là chúng ta đã lấy được cái địa chỉ ví tôn ở trên Telegram rồi. Ví này thì hiện tại của mình đang có 0.17 tôn này. Bây giờ mình sẽ rút cái đồng tôn về cái ví này nhé. Bây giờ mình sẽ quay trở lại sàn MEX này. Ở đây thì mình có mua một ít tôn rồi, bây giờ thì mình sẽ vào cái mục ví. Đây, nó sẽ hiển thị cái đồng tôn ở đây. Và mình sẽ nhấp vào cái mục rút tiền này. Tới cái mục rút tiền này, các bạn sẽ nhìn thấy nó hiển thị lên cái đồng tôn ở đây. Thì các bạn sẽ nhấp tay vào đồng tôn này, hoặc các bạn gõ từ khóa tìm kiếm ở trên này là gõ chữ tôn, nó sẽ hiển thị ra. Thì chúng ta sẽ nhấp tay vào nó. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào mục rút on-chain này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dán địa chỉ vừa copy, chúng ta sẽ dán vào đây. Và các bạn lưu ý là kiểm tra địa chỉ ví nhé, xem nó đã đúng chưa thì chúng ta mới rút. Và đây thì nó có hiển thị là mạng tôn này. Nó sẽ mặc định là mạng tôn nhé, bởi vì con này nó chỉ là một mình nó một mạng thôi, không có mạng khác. Cho nên là sàn nó sẽ mặc định này. Và tiếp theo ở đây nếu mà các bạn không có memo này thì chúng ta sẽ tích vào đây là 0 nhé. Rồi và tiếp theo thì số lượng rút này thì mình sẽ chọn là rút tất cả nhé. Mình có hơn 2,3 đồng thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ kéo lên. Ở đây thì nó sẽ có cái mục xác nhận và cái phí mạng tôn ở đây chỉ hết có 0,1 tôn thôi. Các bạn lưu ý nhé, khi mà chúng ta rút tôn về thì các bạn nên lựa chọn các cái sàn nào mà có phí rẻ thì chúng ta rút. Hôm trước thì mình thấy có một anh cũng rút cái tôn này ở trên sàn nhưng mà rút ở cái sàn khác ấy. Mình cũng không nhớ lắm nhưng mà đại ý là anh ấy rút thì phí của nó cao hơn ở trên cái sàn MEX này nhé. Hiện tại thì mình đang rút ở sàn MEX thì phí của nó chỉ có 0,1 tôn thôi. Và bây giờ thì mình sẽ nhấp vào mục xác nhận này. Tiếp theo thì mình nhấp xác nhận tiếp. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào mục xác nhận rút. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhấp vào cái mục nhận ở đây để hệ thống sẽ gửi cái mã OTP về địa chỉ email của các bạn. Các bạn sẽ vào hộp thư email lấy cái mã code chúng ta sẽ nhập vào đây. Còn cái ô bên dưới này thì chúng ta sẽ nhập cái mã Google Authent, đây là cái mã bảo mật nhé. Thì các bạn sẽ nhập hai ô này xong chúng ta sẽ nhấp vào mục xác nhận. Sau khi các bạn nhập đầy đủ thông tin rồi, chúng ta sẽ nhấp vào mục xác nhận. Như vậy là chúng ta đã thao tác thành công và bây giờ chúng ta sẽ chờ hệ thống nó xử lý nhé. Nó mất khoảng đâu đấy 1-2 phút thôi là nó sẽ về ví của chúng ta. Và cái tốc độ mà nó về ví thì nó còn tùy thuộc theo sàn nhé. Có những sàn thì nó sẽ auto tự động, nó sẽ duyệt lệnh. Có những sàn thì nó sẽ có người kiểm tra và nó sẽ duyệt lệnh bằng thủ công cho nên là nó sẽ lâu hơn. Bây giờ thì mình vào kiểm tra ví sau khoảng 1 phút thôi thì cái đồng tôn này nó đã về ví rồi các bạn nhé. Lúc đầu thì cái ví này của mình chỉ có 0.17 tôn thôi, còn bây giờ nó đã là 2.4 rồi. Như vậy là trong video này mình vừa hướng dẫn các bạn chi tiết cách để chúng ta có thể rút được cái đồng tôn coin ở trên sàn về ví. Ở đây thì các bạn có thể là rút về ví Telegram hoặc là ví Tone Keeper đều được.
Các bạn lưu ý là với cái cách mà rút tone ở trên sàn về thì các bạn sẽ áp dụng theo cái cách rút của mình cho tất cả các sàn, nó đều giống tương tự nhau các bạn nhé. Và lưu ý đặc biệt là nếu như mà các bạn có cái mã memo ấy thì các bạn có thể là điền vào, còn nếu không có mã memo thì các bạn sẽ tích vào cái ô là không có mã memo nhé. Video của mình tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video hay, hữu ích thì có thể ấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.